Nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì do hôm nay một số bận biểu nên không có làm vlog được. Thì theo yêu cầu của nhiều anh em nên hôm nay mình ra số mới. Mà nói thiệt chứ mình cũng dự định là cái số gần này á mình sẽ ưu tiên để review con ZX10 RR mà phiên bản kỷ niệm á, bản 500 chiếc trên thế giới á. Nhưng mà do ông anh đó ông cứ đi tu hoài, anh em không có giao lưu được nên review được. Thì hôm nay mình cũng xin review con khủng long mới về biệt đội chùm mền của mình. Thì hôm nay biệt đội chùm mền của mình ở đây thì 3 chiếc, còn 2 chiếc kia nữa nên mà nó nằm trong kia nên không có quay được. Thì xe này chủ yếu là lấy để trải nghiệm thôi chứ cũng không có chạy nhanh gì được hết. Thì đây là Honda VTX 1300cc đời 2006. Thì cc thật sự của nó tính trên thông số á, nó là 1312cc, 74 horsepower, nó giải nhiệt bằng nước, động cơ 6 cấp số bình thường thôi. Nói chung là xe này nhược điểm của nó và cũng là ưu điểm của nó là khá nặng và dài đòn. Nhược điểm là sao? Tại vì khi mà mình di chuyển á, mình đẩy ra đẩy vô trong nhà thì nó rất là nặng nha anh em, cực kỳ nặng, nặng hơn con Haya của mình rất là nhiều. Haya thuộc dạng khủng long và nó khủng long hơn nữa nên anh em phần cái phần đó đẩy ra đẩy vô rất là mệt rồi. Nhưng mà điểm mạnh của nó là khi anh em chạy ở trên đường phố á, chạy mà đi tour đồ này nọ thì nó rất là đầm. Nói chung là xe này khi mà anh em gắn thêm những cái fueling đó, hoặc là gắn thêm thùng nè, đó thùng, hai cái thùng đây, đây là sẽ là chỗ để mình bắt thêm, mình gắn thùng hai bên đó. Khi mà mình gắn thùng á, có nghĩa là ở cái góc ngồi này nè, rồi gắn thùng hai bên một thùng sau, thì xe này chở vợ con rất là thoải mái. Thì cái form anh em thấy đó, khi mà mình ngồi lên thì nói chung là y như là mình đang á, anh em thấy thoải mái không, cực kỳ thoải mái đó, y như là mình đang ngồi trên một chiếc ghế salon bình thường rồi đó. Đó, nó rất là tiện lợi để cho những cái chuyến đi xa, những cái chuyến đi mà số km nó có thể lên điếm lên tới hàng ngàn á. Thì đây là những dòng xe du lịch trong cái những cái chuyến đi xa như thế. Thì anh em cũng thấy á, trên đồng hồ tốc độ của nó hiển thị là 200 km/h. Thì mình cũng khuyến cáo anh em á là nó để cho vui thôi, chứ còn nếu mà anh em chạy dòng này an toàn thật sự á, là anh em chạy chừng 100 cho đến 120 thôi, chứ đừng chạy nhanh quá. Thì khi đó tác động của gió nó lớn lắm nha anh em. Cảm giác mình đã từng chạy 150, cảm giác là phải cầm cái ghi đông cho thiệt là chặt á, nếu mà không chặt là gió nó thổi mình cảm giác là sẽ bị giục tay luôn á. Đó, nó là điểm yếu của dòng này. Thì vì thật sự nó không có được thiết kế bất cứ một cái chi tiết khí động học nào hết, nên gió vô nhiều là mình sẽ đớp hết nhiều đó. Vì thế anh em mua dòng này là chủ yếu là để di chuyển thôi, chứ cũng không phải là chạy tốc độ gì. Mà cái dòng này nó là chỉ thích hợp cho anh em nào thích cái sự cơ bắp đó. Thì anh em nào mà có tí gọi là cơ bắp nè, lãng tử đó, người có một chút xíu nó một hai hình xăm nữa thì đi mấy dòng này sẽ rất là đẹp. Và điểm mạnh của nó là khi anh em mà gắn full thùng á, hai thùng hai bên một thùng sau, rồi gắn một số chi tiết như mình là sạc điện thoại đồ này nọ, là chiếc xe này nó như một cái ngôi nhà mini di động, nên anh em không có cần tay xách nách mang như mấy dòng Sport hay nách gì hết nó. Nên anh em chạy những dòng này đi tu xa thiệt du lịch thiên hạ. Và lúc mà mình đi về á, thì nó cũng không có mỏi kiểu mà đau đớn như là xì bọt đi xa đâu. Xì bọt đi xa mà nếu mà về nó mệt mỏi lắm, dù anh em có biết chạy đi chăng nữa, anh em có quen xe đi chăng nữa, khi đi về thì nó mệt lắm. Tại vì cái tác động cái góc lái của xì bọt đó là mình chồm mà nên nó tác động vô hai cái vai cổ và xương sống của mình rất là nhiều. Một dòng này ngồi rất là thoải mái, nhưng mà bù lại thì dòng này chạy nhanh lại cực kỳ không an toàn. Một phần đó là do nó không có thiết kế khi đồng học, và phần thứ hai là do hệ thống thắng của nó. Anh em thấy không, một chiếc xe đã không có thiết kế khi đồng học mà 1300 phân khối mà thắng này lại có nằm ở một bên à. Anh em thấy không, dù cái thắng nó rất là lớn nha, nhưng mà anh em biết đó, khi mà mình thắng á, cái lực thắng nó sẽ dồn vô phục rất là nhiều, nó tạo nên cái lực mà gọi là phản lực ngược trở lại. Nhưng mà nó nằm một bên mình bảo đảm nó sẽ không có sự cân bằng. Anh em thắng nếu mà không khéo á thì nó dễ bị gọi là mất lái lắm, dễ bị xòe lắm đó, nên đó là nhiều điểm yếu của nó. Những cái nói chung là dòng này nó gọi là để cho đi chậm chậm thôi thì nó rất là ngon, còn nếu mà để đi tốc độ cao thì mình khuyên anh em đừng nên chơi dòng này. Và cái thứ hai mình khuyên anh em á là anh em nếu mà chơi dòng này á thì nên chơi dòng xe Nhật đi, đặc biệt là Honda luôn, đừng chơi Kawa cũng đừng chơi Suzuki luôn, tại vì nó lành lắm, nó ít hư là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xe này á, dòng Honda nói chung là xe Nhật, Kawa, Suzuki á, thì nó còn chịu được cái nhiệt độ khi mà mình kẹt xe,
chứ anh em mà thử mà mua những cái dòng như là Ducati nè hay là hạt lây nè thì nói chung là nó rất là dễ bị những cái vấn đề mà về nước hay là về nhớt hay là về máy khi mà gặp những cái đường kẹt xe như thành phố của mình. Mình đã có nhiều lần đi tour với anh em xe mới luôn, xe đập phòng luôn, nhưng mà đi dính những mấy cây số kẹt xe là xe liệm liền, tại vì người châu Âu á, họ thiết kế á, là dành cho thị trường của họ, nói chung là họ không có tính cái mức độ kẹt xe ghê gớm như ở Việt Nam mình đâu đó. Nên cái những cái xe dòng như hạt lây, đặc biệt là hạt lây ra vệ sinh đó, nó không có chịu được những cái trường hợp như thế. Nói chung á là một hai lần thì không sao, nhưng mà thường xuyên gặp thì nó rất là dễ bị hư xe, nên anh em tránh ra. Nếu mà muốn mua những cái dòng Cruiser như vậy thì anh em nên tập chơi ở Honda, còn phân khúc và CC như thế nào là tùy thuộc vào dáng của anh em và túi tiền của anh em nữa, cái đó mình không có tư vấn cho anh em được. Thì về cái vấn đề thứ hai mình muốn nói á, là xe này nó không giống như là những cái dòng Sport Hatchback của mình. Anh em thường thường đi xe này á, là chuộng đồ zin là nhiều, tại vì anh em thường thường là muốn đi chơi xa chứ không có muốn thể hiện qua cái vẻ bên ngoài. Thì cũng có một số anh em thích độ dòng này là họ gắn những vài chi tiết inox như vậy nè, tai, gương, rồi kính hậu, rồi có thể là nhiều người cá tính hơn nữa là họ sẽ lên bánh bự, đó là chỉ vậy thôi, chứ còn họ không có lên đồ chơi mà chằng chịt kiểu như phục như mình nè, rồi thắng Rambo nè, rồi một số cái chiếc cùm, rồi tay con tay thắng đồ này nọ là họ không có lên mấy cái đó đâu, thường thường là vậy. Còn nói chung là những anh em độ thì mình cũng không nói được, nhưng mà thường thường là vậy, phong cách của họ là họ thích một chiếc xe zin hơn, càng zin càng tốt. Đó là vậy, đa số những người chọn phong cách cổ điển là họ thích cái gì đó nó mộc mạc của xe zin lắm, họ không có thích công nghệ, cũng không có thích đồ chơi, với lại cái tốc độ họ chạy cũng vừa phải lắm, cho nên họ không cần những cái thứ đó. Anh em chỉ cần nói chung là nhìn nhìn người họ thôi, nhìn cái bán dáng vẻ của họ là biết rồi. Thường thường họ rất là bụi trần, lịch thiệp, nói chung thì nói chung là nhìn những anh em đó chơi rất là chất đó. Nhìn phong cách của họ mình nhìn mình cũng mê nữa, mà mê chứ không phải bê đê luôn nha mấy cha đó. Thì ngày xưa mình cũng mê, rất mê dòng này, nhưng mà tại vì cái tướng của mình nhỏ quá, thật sự là mình chạy con này thì nó như con nhái mà nó ngồi lên nó lá sen vậy đó, nó cũng không thích hợp. Mua về để trải nghiệm thôi, đi bát phố đi cà phê thì ok, chứ còn mà nếu để đi tour xa thì mình không chọn nó đâu, mình dù gì thì mình vẫn chọn Sport. Nếu mà có chơi dòng này thì mình để chơi lâu dài á và hợp với tướng mình á, thì chắc là hạt lây 853 là vừa tầm rồi. Cái con này với con V-Ross mình ngồi lên mình chạy đầu thu sẽ mệt, chạy như là đi tập tạ vậy đó. Rồi đẩy ra đẩy vô hết tô phở, ăn tô phở xong đẩy ra đẩy vô là coi như xong. Thì nói chung là dòng này thì nó cũng không có thế mạnh gì để review, cũng không có công nghệ đặc biệt gì, hộp số 6 cấp, giải nhiệt bằng nước bình thường như mọi chiếc xe khác thôi, chỉ có cái là nó xài bằng láp thôi. Thì nhắc tới đây thì mình cũng xin nói về cái láp này tuổi thọ nó rất là cao, trong ba cái khả năng vận động láp, xong tới dây cu ro, xong tới nhôm sinh dĩa. Nhưng mà bù lại thằng láp này mà đã tới hạn thay thì anh em cũng xì xọ như nó đó, nó cũng mắc khủng khiếp lắm á, nhưng mà phải vô chính hãng mới thay được, chứ còn anh em ở ngoài thay thay được thay đâu đó. Còn như xe này thì hư thì dễ tìm đồ lắm, nói chung là e-bike giờ nó cũng nhiều đồ rồi, nhưng mà đặc biệt là Honda là bát ngát, nên anh em khỏi sợ đó, chỉ sợ hạt lây thôi. Ở hạt lây thì tìm đồ vô cùng mắc và cực kỳ khó, còn nếu vô hãng thì nó chém chắc nát cả lưng đó, nên anh em suy nghĩ cho kỹ trước khi chơi những dòng đua như thế này, lựa chọn Honda mình theo mình nghĩ là thích hợp nhất đối với những anh em mới tập chơi. Còn chơi lên tới cái đẳng cấp thì rất có nhiều sự lựa chọn đó, như là Honda Goldwing, hạt lây, rồi hãng Triumph nó cũng có một số dòng khá ngon đó. Thì nói chung là muôn hình vạn trạng, nhưng mình khuyên anh em là mới chơi thì nên chơi Honda thôi đó. Xe này nói chung là nó khi mà lên full thì anh em gọi là đi rất là thoải mái, không cần đem bất cứ gì hết, thậm chí hai cái thùng của nó nếu anh em ướp lạnh bia nó còn được. Mà có một lần mình để lon nước ngọt trong đó, mình đi khoảng 30 cây 40 cây gì mà xuống lon nước ngọt vẫn lạnh, mà trong phòng hoàn toàn không có đá nha đó. Nên anh em đi dòng này thì cực kỳ sướng, không có cần tay xách nách mang gì hết, chứ không như Sport ràng đồ rồi phải đeo ba lô này nọ, dòng này được lực lợi thế cái đó, nhưng mà điểm yếu của nó thì không thể chạy nhanh được đó, nên anh em cứ đưa ra sự lựa chọn. Dòng này thì thường thường anh em phải trên 40 người ta mới thích cái dòng này, lúc đó người ta đứng tuổi cũng như là không còn sức khỏe để mà ôm xì bọt nữa. Nhưng mà mình thấy xu hướng bây giờ nó cũng đổi rồi, nhiều anh em mà phong cách nhỏ nhỏ 20 hai mấy tuổi thôi cũng đã thích những dòng này rồi. Như lúc đó có thể họ không có tiền thì họ mua những dòng 125 hay là 250 gì đó, họ độ lên họ chạy nhìn cũng rất là hay anh em, nói chung nhìn anh em nó rất là chất.
mình thích những anh em như vậy, có cá tính, nó có gọi là thường thường những người đó là cá tính họ mạnh, họ có chút xíu bốc đồng trong cuộc sống nhưng mà họ là những người có cá tính, mình rất thích. Thì nói chung anh em chơi dòng xe này thì vợ con chắc là thích hơn chơi những dòng tròn với sập bọt tại vì nó chở vợ con là tuyệt vời lắm. Thì thôi chắc mình cũng review ở đây nhiêu đó thôi, chứ mình xe này cũng không có gì để review nữa hết. Thì chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha. Rồi mình xin dừng video clip ở đây. Xin chào anh em.